Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 7 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày Hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2024 và thu hút sự tham gia của hàng nghìn thí sinh, phụ huynh đến từ nhiều trường trung học phổ thông ở khu vực ở phía Bắc. Vâng, tại đây thì thí sinh và phụ huynh còn có thể tìm kiếm tham khảo thông tin tuyển sinh từ đại diện các cơ sở giáo dục ở hơn 150 gian tư vấn của các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng về sự đa dạng của các ngành nghề đào tạo cũng như cơ hội việc làm sau khi ra trường. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Ngay từ sáng sớm, em Nguyễn Đình Đức đã cùng bố mẹ có mặt tại trường Đại học Bách khoa, nơi diễn ra sự kiện tư vấn. Cũng như bao thí sinh khác, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, Đức cũng rất muốn tham khảo thêm thông tin của các ngành nghề đào tạo, đặc thù đào tạo của các trường đại học trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Sau khi tra cứu tổ hợp điểm D07 của em, thì em có được số điểm là 26,5 điểm. Em cũng đã tìm hiểu rất nhiều các ngành của các trường khác nhau, nhưng em nghĩ là em sẽ đỗ được các ngành hóa và ngành kỹ thuật của trường Bách khoa. Dù hôm nay trời đổ mưa khá là sớm nhưng mà các gian hàng cũng đông các bạn học sinh đến đây. Và em hy vọng là các bạn cũng đều chọn được các ngành mà mình yêu thích. Nhà mình là lên đây từ hôm qua thì cũng biết là thời tiết hơi xấu nên chủ động đi sớm. Điểm của cháu thì là cũng ở vừa cái nguyện vọng của gia đình thì là cũng muốn cho cháu lên tham khảo cái trường Bách khoa. Xem nghĩa là nếu mà vào được thì là rất là thích. Lựa chọn các môn thi Toán, Văn, Anh thuộc tổ hợp môn D01. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thu Phương cũng đang rất băn khoăn lựa chọn nguyện vọng xét tuyển giữa hai trường là Đại học Kiến trúc và Đại học Hà Nội. Năm nay em được khoảng 25,95 điểm thì em thấy qua các năm thì những trường này lấy cũng tầm điểm em thì em thấy là em cũng có khả năng vào. Điểm của em thì em được 24,7 điểm. Và em định đăng ký vào ngành công nghệ ô tô chương trình tiên tiến ở Đại học Bách khoa. Em còn tự sử dụng mình ngành cơ điện tử ở Đại học Công nghiệp Hà Nội ạ. Hiểu được những băn khoăn lúng túng của thí sinh và phụ huynh trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, đại diện các trường đại học thuộc các khối ngành lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau đã trực tiếp tư vấn cho thí sinh về những điểm cần lưu ý trong công tác tuyển sinh, đồng thời giải đáp trực tiếp các câu hỏi của thí sinh, phụ huynh đặt ra, giúp các em cân nhắc kỹ để lựa chọn và sắp xếp các nguyện vọng xét tuyển. Cái đầu tiên là các em phải chọn cái ngành em thích trước, sau đó rồi mới đến chọn cái trường mà có cái ngành đó. Cái thứ ba, trước khi chọn ngành, chọn trường rồi thì các em phải tìm hiểu thêm về cái cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo và mức học phí. Và một cái nữa là cái quá trình học tập ở tại đó thì cái việc chăm sóc sinh viên cũng như là giới thiệu việc làm đầu ra như thế nào. Trên thực tế hiện nay thì cái quy định về xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là xét tuyển theo đúng thứ tự từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng cuối cùng của thí sinh. Vì vậy nếu như những trường hợp mà thí sinh đã trúng tuyển bằng các cái phương thức xét tuyển sớm, nếu như cái nguyện vọng đấy mà các em cũng chưa thực sự thích lắm, các em hoàn toàn có thể sử dụng quyền dùng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là các cái điểm thi khác để các em đăng ký các nguyện vọng khác. Do vậy thuật toán của hệ thống xét tuyển là sẽ xét từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng cuối cùng của em. Đỗ ở nguyện vọng nào thì sẽ dừng nguyện vọng đó. Trong trường hợp mà em có trượt hết tất cả các nguyện vọng phía trên thì đến nguyện vọng mà em đặt xét tuyển nguyện vọng sớm thì em chắc chắn vẫn trúng tuyển cái nguyện vọng sớm đó. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nay đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh đăng ký bổ sung điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trên Cổng Thông tin Chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Và mỗi thí sinh chỉ được trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong tất cả những nguyện vọng đã đăng ký. Và đối với những thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký dự tuyển vào các trường đại học theo phương thức xét tuyển sớm thì vẫn phải tiếp tục đăng ký trên hệ thống để có thể được xét tuyển theo đúng quy định. Trong mùa hè, cả nước trải qua những đợt nắng nóng cao độ với nhiệt độ ngoài trời thường xuyên trên 40 độ C. Điều này có thể dẫn đến sốc nhiệt hay dân gian vẫn quen gọi là say nắng. Sốc nhiệt là tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng lớn hơn 40 độ C và kèm theo rối loạn các hoạt động của các cơ quan như thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, dẫn đến rối loạn ý thức hoặc hôn mê. Và rõ ràng hiện tượng này thì thường gặp ở trong mùa hè, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ tăng cao đột ngột được hấp thụ từ bên ngoài cơ thể tại nơi làm việc hoặc là trong môi trường nắng nóng trong một thời gian dài.
và sốc nhiệt thì có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được phát hiện và sơ cứu một cách kịp thời, đúng cách. Say nắng, sốc nhiệt được xem là một chấn thương nhiệt nghiêm trọng cần được sơ cấp cứu khẩn cấp. Và mỗi người cần phải thuộc lòng các bước sơ cứu này để có thể xử trí người gặp người say nắng và bị sốc nhiệt. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sơ cứu nạn nhân sốc nhiệt trong cộng đồng. Khoảng thời gian 1 giờ đầu sau khi bị sốc nhiệt là khoảng thời gian vàng để sơ cứu. Nếu chúng ta làm tốt, nạn nhân có thể phục hồi hoàn toàn. Phương châm sơ cứu cho nạn nhân sốc nhiệt trong cộng đồng đó là hạ nhiệt trước và vận chuyển sau. Đứng trước một nạn nhân sốc nhiệt trong cộng đồng, chúng ta thực hiện sơ cứu theo các bước. Đầu tiên đó là ngay lập tức phải vận chuyển nạn nhân vào khu vực dâm mát và thoáng khí. Ở đây chúng ta có thể vận chuyển vào dưới những cái gốc cây hoặc là vào một khu nhà mát. Bước thứ hai đó là ngay lập tức chúng ta phải thực hiện đó là kêu gọi sự hỗ trợ, gọi 115 và bật ra ngoài. Bước số 3 chúng ta phải là thực hiện đó là hạ nhiệt cho nạn nhân bằng những phương tiện dụng cụ có sẵn ở đó. Chúng ta có thể kẹp nhiệt độ cho nạn nhân nếu có nhiệt kế, bỏ bớt quần áo của nạn nhân, chúng ta có thể là lau mát cho nạn nhân, có thể xịt nước lên người nạn nhân hoặc là đôi khi là chúng ta có thể dội nước lên người của nạn nhân, sử dụng quạt để quạt mát cho nạn nhân, chúng ta có thể kẹp nhiệt kế nếu mà chúng ta có nhiệt kế, chúng ta bỏ bớt quần áo của nạn nhân, tiếp theo đó là chúng ta lau mát người của nạn cho nạn nhân, có thể là xịt nước hoặc là chúng ta dội nước lên người của nạn nhân và chúng ta sử dụng quạt để quạt mát cho nạn nhân. Đắp khăn lạnh hoặc là túi đá vào những vị trí đó là cổ, nách và bẹn. Và những cái chiếc khăn này đã được ướp lạnh cùng với đá và nước, tức chúng ta sẽ thực hiện đó là đắp những cái khăn này lên vị trí đó là hai bên cổ, hai bên nách và vị trí bẹn của nạn nhân. Chúng ta nên chuẩn bị 12 cái khăn. Khi chúng ta đắp 6 cái khăn này, sau khoảng 2 đến 3 phút chúng ta sẽ thực hiện thay thế 6 khăn còn lại và chúng ta lấy bỏ 6 cái khăn đang đắp ra khỏi người nạn nhân, luân phiên như vậy để làm rút sao hạ nhiệt cho nạn nhân trong quá trình chờ nhân viên y tế tới. Với những nạn nhân sốc nhiệt ngay trên cánh đồng, chúng ta có thể tận dụng ngay những có sẵn ở xung quanh, đó là một số người dân là chúng ta có những sử dụng những cái bình đá, những cái xô đá khi mang theo công việc, chúng ta tận dụng đó để làm mát cho nạn nhân trong quá trình này. Bước số 4 chúng ta thực hiện đó là nếu nạn nhân uống được, chúng ta hãy tốt nhất là bổ sung loại nước có muối và khoáng chất như là Orezon. Chú ý là chúng ta phải pha theo hướng sử dụng. Ngoài ra nếu không có, chúng ta có thể cho nạn nhân uống nước lọc, những đồ uống thể thao hoặc là những cái loại nước hoa quả. Chúng ta không nên sử dụng những cái loại nước những chất kích thích, ví dụ như là bó húc hay là caffeine hoặc là những nước ngọt có ga trong những tình huống này. Cháu sẽ đưa cô dậy để uống nước nha. Bước số 5, trong tình huống nạn nhân không tỉnh, không thở hoặc là thở ngấp cá, bắt buộc trong tình huống này chúng ta phải thực hiện kỹ thuật ép tim và thở ngạt để sơ cứu cho nạn nhân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sau 30 lần ép tim, lập tức chúng ta thực hiện đó là hai lần thổi ngạt. Động tác của chúng ta là chúng ta một tay ấn trán, một tay nâng cằm. Tay ấn trán thì chúng ta phải bóp mũi vào, chúng ta quan sát xem trong miệng nạn nhân có dị vật không, chúng ta loại bỏ trước khi chúng ta thực hiện thổi ngạt. Ta thổi vào trong vòng 1 giây và chú ý là khi thổi ngạt chúng ta phải quan sát xem là ngực nạn nhân phồng lên. K
kiên trì ép tim sẽ tăng cơ hội sống cho nạn nhân. Hãy cấp cứu nạn nhân cho đến khi nào nhân viên y tế tới và bàn giao lại cho nhân viên y tế. Ta chú ý trong quá trình vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế là phải vận chuyển trong xe có điều hòa hoặc là phải mở cửa sổ. Trong quá trình vận chuyển vẫn phải liên tục duy trì cái hoạt động đó là hạ thân nhiệt cho nạn nhân trong quá trình đó.